thôn Phú Nhiêu xưa. Đây Phú Nhiêu Mân Can, hộ ăn anh giao tí nảnh, bất nạo. Đây tầm mơ tổng lương xá, huyện Phú Xuyên nơi cạnh Hà Đông, ra ni nảnh Hà Nội. Thà là vàng tên nước biệt thòn, hai trả nắng ngân biệt canh cắt đá, mình mỹ va, biệt cá la bó, thà là vàng tên nước biệt khớ khàng. Là vàng tận nước nành, ta tắp bẹ tùm tắp thuốc bị ngộ bẹ rất đắp, tiên ngạc cá mỹ va bắn nước tắp bẹ, tha ca thả tó bẹ bì rí, bạc tà nọ 30 linh. Phùn phạp bạc Phú Nhiêu, Mân Can, Trang Hát Trạng, Ô Thâu, Sắp Trầy Hô Bộ Tà Cổ Túc, Nào Mực, Dụ, Nào Ngã Mô, Bla Cạp Bác, Tụ Tỏ Đi Lại, Mớ Ngọ Gia Cron, kể lại, ta chuẩn, ta chuẩn. Mình sân nâng vợ, nắn cửa ốc cắt toa, nắn kỳ lại bịa bôn thi sân nâng. Tụ đông tan nhô, nắn mỹ va đông tan. San thắp tỷ tha la vang, tỏ thông rương tiểu bịa khăn tỷ nhô, bó tạp bạ bịa ta. Mới nước tạp bịa thông prong tạp cổ bạp phùm lây cao thoát phúng nhiêu. Hà rây bắp cỏ thông tùm tạp thức bị ngộ tỷ lang hâm mô. Chợ chanh, mân tỷ tụ thọ ra nế. Rất khớ, lương tất tố, blog băng hay mít tùm các thả tố, biệt linh nhút linh nhôi. Chàng hô rong bà, băng hay mít tùm gia va biệt thằng nghe, thì các thả tố phùm mi, nến ôn biển chế bí, rai chạy, nào ra tỏa thông, mừng phụ cho tòa, thông tụ nhô hoa lấy, chàng ô thâu tra. Tọ bạn tần nọ 30 linh, bị bẹ tân trạng này ốc thâu thấy bán nước tập bẹ. Mình bạc phùm bây chàng hô tha ca thả vác, mừng tăng ngân, nắn, ác khăn nôm, tùm cho canh nao lọng yếu đông lại, hô bán nước mừng vắc tô, nắn tần nọ trịnh. Cả do dù năn tần làm ca thả bẹn hô canh nên, linh nghi, mứ nữ cậu bà tiên trịnh, hô bô linh nghi tổng bà trục. Tùm cho canh nao ra, sân nâng lại, hai chạy vắc tô cậu bà tiên trịnh, bà hô ca thả, ni bà trở. Tức là cố văn bản truyền khẩu thế hệ nọ truyền cho thế hệ kia đến thế hệ của tôi bây giờ đâm cát thả to bạn bằng xa ra lô phẩm play chẳng hô cát thả to ni yêu nắn to bạn và bằng thần nọ ni dòm dâu cát thả tiệm và to và cai vỡ dòm lại tha cần nằm bên nâng hắn lấy chàng trong hô ly bị kỵ bạn tâm mơ năn hô ly bị chết to tần nọ tó bạc bạc bằng 30 liên chàng trói dâu ra lô bạc canh tó tam mea bạc rang bạc canh chàng ta ca tỷ lã vang tân nức tọ 30 liên chạy ra tạ hai chàng ô nhị dốc dâu năn rõ tần nọ bạc ni chàng hô tạ tặng tôi cả nập rang bạc nhé ra lô thép bị ngụ biệt khớ ta làm thông linh yêu đó âu cũng bởi chàng do li bị ni mỹ và mong trác ca la vang to ni do tha cả nập to tam mia bẹ bị rí đích rước bị thạ ra tiểu bẹ ta trượt ta trọa tụ a thơ tỷ ba căn elimo tần nọ 30 liên chàng tọ clắc văn mình bạn phú nhiêu tần nọ rung ni chàng dâu khôn gia đội tiện cho ta tòa tỷ ô giang ni thông ra tiểu ta lậu thế của các cụ đặt ra là ho cửa đình chủ yếu ho trước cửa đình của tôm cá thả to nắn tôm ô rang prong thun hô bà to hai trạng nắn to bạn thà nọ 30 liên nắn con thà lạ chàng hô tôm cá nên hô bạc căn to bạn thà nọ thùm play bạn thà nọ thần hoàng play chạy lịch câu căn nư ca cá toa chà mò tôm bó sam ca phùm play ca dạ ô rang thông mỹ va tiện ngạ băng kỳ nụm mùm tà, cọ các toát cho mò, ta làm ra tiểu. Các phòng play, cảm ơn ngâm vông. Đều gặp nhiều may mắn cho địa phương, cho gia đình. Họ cửa đình xưa, gọi là đình môn. Thần nọ, nắn 30 liên mân can, tỏ yêu nắn thần nọ cho tỏa thông thần nọ 30 liên. Rê ca bả ngăn, cắt thả tốt. Bạn bạc bằng tần nọ, mình mừng nâng khớ ni, bệ bố tài làm thông linh yêu tỷ tần nọ. Bạc canh tỏ ni, chàng bệ bố bí trí la vang tỷ ca vôm, thệ trí tỷ tần nọ 30 liên, tài làm năn chết bạc bạc vỡ, giang nước bì.
linh yêu tu ca cụ trong ta cư thì muốn nâng khác cá mị va phùng play hoạt động trên trước kia gọi là tòa ra rượu bạc mơ ngọ ta lẩu tế yêu nắn ra tạ ta nạn tần nề hát rung doa cho ra tòa thông tưởng ra rượu ta sẽ bắt tì tần nọ thông khi ra mỹ bịa ta ni tần nát ho cửa đình chính là một loại hình diễn sướng tập thể tòa bạc tần nọ 30 liên nắn ta tần làm tổng bắc căn tòa hô ra lộ ra tôm ô rang tó hạt chạn hầu ra tó ta làm play bí trí nắn lì cây tháp luôn năm thun tắc cổ ta làm vóc tô mương can ô rang pa tâm mơ ca vông tó ni phèn bịa cắt thoát khăn nhau kịp bạ tâm mơ tó ni chế nắn ra năm thông ra tiểu tức là nông dân của làng không mua được con tó ba tần nọ 30 liên nắn ta ra cầm tó dòm dấu phần hâm mô ta làm play ô hô play tùm chặt canh ta làm play nắn hạt chạn nao to u rang ta ha đơm dâu nành chức xã quan xã của làng thì tôi vẫn phải đi ho đến những năm tôi ngót 80 đấy là ngày xưa nếu ai vi phạm vào những cái quy chế của làng thì phải phạt dâm dâu ta lạ nắn play can năm plus chú plus thun mình ô play hô rượu ngã băng có thể làm play nắn hạt chạn nao to tan tả lại pan plus thun bài hò cửa đình theo nguyên bản Hán Nôm. Cắt thà, tó, bác và bằng thần nọ 30 liên tui. Cắt thà Hán Nôm dòm hô, mơ đi tốt, thạp lúc chú cân nên. Tui vác lau a khâu, bác a khâu, nam a khâu, chú a khâu, thông tả lý ban a khâu. Mỗi châu hò phải diễn sướng đủ nỗi. Giao thác cắt thà tó, chàng hô tanh, tùm bác canh tỷ cắt thà, thông lau phà. Cái hò cửa đình của là Phú Nhiêu thần nọ 30 liên tó ni nắn pa ra pa lâu căn nên giao tha ca thả tó chàng hô nắn hai chạt hô tòa đi tốt căn nên tăng tuồng ca thả tó ta làm ca thả ba to ba cai cọ phân ti nắn ta thầu ca pa tao dâm dâu ra tạ ta chấp bắt ta lầu giam ta mư ta thầu giúp ca thun bà tao thông tụ tó hạ trận ta thầu ca bà tao ca tân ca thả tó lo mừng ca bà thâu ca phùng play tó ca cụ ngã mô tân nức ôn tập phùng ca bà tải ra lô tó ca play xa lý thông bà play xa lý ôn ca tổ mũ rang bà play xa lý tố hà lấy chàng bà play biệt sa man. Bất tạ năn tổng các thả tó chết tạ thầu tổng ô rang prong thun tan tổng cụ ngã ba căn ngã băng hô chỉnh tâm mơ. Sĩ nông khống công thương khống các thứ điểm đều là ăn ra làm lên để mà có cái thu nhập. Không giống bất kỳ loại hò dân gian nào. Ô hô trứ tùm bà canh tó bà ra hà lấy. Tó bà bằng tờ nọ phố nhiêu, lì câu, ca ta hà ra nế. Lì câu, nến lì cây cam mây bí trí mi và ngã cụ phổ nó mô tờ làm bà bì nì. Thông trong ca tùm bó xam tỷ bí, ca bí trí a thun rong, bịa ra năm, thông mừng à vôm. Cây doa nhau nành, mi và tỏ bà nì, mong tỏ bà tờ nọ 30 liên, dầu thà arena bà rang, tỏ bà nì. Cũng có hơn 200 câu. Cắt thả hôm mơ ngọ tỏa đi tốt. Căn nên đâm lại cho lô rụ. Ta làm play. Cắt thả đâm tăn ca rai tiểu. Ca rụ ngã ca nữ cặp bào. Mình nụ bọc bùi. Bí trí tùm trầy a thun rong. Chị ta phía thông rai tiểu. Ngã băng nhom bài tỉ mỹ va. Ta làm play nắn chàng bắt nước ta phía. Tùm cắt thả tối dâu năn. Trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ ác liệt,
ta làm tòa cùng tông các liên can mấy thông pháp các thả to cầm thông lấy cây tầm ta làm bằng xa lao ta pa trà làn trường sơn chết tổng phát trục ta nước đi ra nó được cất giấu trong lòng dân tông các thả to ô tỏ hô băng mất ra nhô ô bà lai lấy nhô hô ba tộc ta làm tiên ta làm tập bộ ba tầng tổng tập bộ thì mới nghe vô thông tổng bó trong ta cư xăm khớ thông ta nước ri gia và to ba lao cách thả to ni bịa ta trượt bùi thông ra tiểu chả rộ bị rầu hát tùm cách thả to ba rang nắn hát tùm ra khớ mồm bụ thông cách thả to hầu ta bạ rùng rầu bạ thần nọ 30 linh ni con thuyền vẫn biết về bến cũ sông quê anh nước kể lại chàng thâu bạ đơn mai bác kiên gia ni muốn nói phụng nhiêu chẳng thâu tuá mai tanh vắt tu thật lâu chắc bác bà vợ tuồng hắc cạch lai li hết chắc các tuồng các thả tó bẹ trượt trùi ngã khớ các tuồng hắc cạch các ô rang nao thật lâu và doa tâm mơ với chúng tôi những hội viên của câu lạc bộ thì đã tiếp nhận tó bác thần nọ 30 liên con thật lạ tuồng ô rang thật làm cá vôm bác bánh mỡ tuồng bó bẹ sam tỷ bá rang trầy bí trí tuồng ôn mô rạ ni thay chàng muốn bác prun thông tuồng bí trí tỷ bá rang bà tâm mơ ô cả đa cả đê cả vắc tô thông trương gia va mình mong chợ nì tôi ni chàng mới ngọ tà lấy ban phước thun ba chờ mình tốt đông tan thần nọ to ni bà lấy chợ chàng nào to mơ để tốt thun ô bà lai lấy hết chàng ô bà đơn nào bà lấy ca thả tó bà ni pian băng tâm bưng hai tay ra năm tỷ ra lô ra ra bị va tỏ bạ phú nhiêu ta ca thì tổm ánh nước mông rắp rươn ra nước bại chịu căn căn nư phú nhiêu blog ba cá trầy tha thợp ơ tó bạ tỏ nọ 30 liên biệt bì rí với người phú nhiêu dẫu có đi đâu ở đâu thông mi và rể ca nào bạn lấy tỏ bạn lấy cắt thả tỏ bạn tỏ nọ 30 liên chàng tỏ bạn nước ta cổ ta làm san thấp tỷ con nhô ta ba ta ba cỡ u rang chế san nâng tan phẩm mi tôm bót trong ta cưa ca ray tiểu trai thiên ta tôm ván ngã băng lệch lần